Kính chào bà con và quý khán giả đang xem bản tin 365 ngày chuyển động. Không khí sản xuất rau hoa và cây kiểng Tết của nông dân các vùng miền đang rất là tất bật. Trong số các sản phẩm kiểng thì quýt hồng, một loại trái cây chưng Tết, mấy năm nay nhà vườn miền Tây còn giàu chậu để mà phục vụ khách hàng. Bản tin ngày hôm nay chúng tôi xin được mời bà con và quý khán giả cùng về Lai Vung, Đồng Tháp để xem nhà vườn chuẩn bị quýt hồng Tết ra sao. Trong khi thủ phủ rau hoa Lâm Đồng đã sẵn sàng diện tích rau hoa Tết, bây giờ, Quỳnh Loan và Sơn Hiền xin được mời quý khán giả cùng điểm qua thông tin cụ thể. Cá tra dầu khủng nặng hơn 200 kg xa lưới ngư dân miền Tây. Bệnh xoăn lá virus trên cây cà chua gây khó cho việc chăm sóc cà chua phục vụ thị trường Tết Nguyên Đán. Dự báo năm nay, thị trường quýt hồng Lai Vung lên chậu trong dịp Tết sẽ khan hiếm. Cam canh rộ sắc, đơm hoa kết trái giữa đất cà phê Di Linh, Lâm Đồng tạo niềm vui cho nông dân. Thưa bà con và quý khán giả, do nguồn cung giảm nên giá trung bình một số sản phẩm rau củ quả như cà chua, ớt chuông màu đỏ, su hào, bắp cải vân vân đều tăng. Hoa các loại và phân bón thì cũng có chiều hướng là tăng. Mời bà con và quý khán giả cùng xem thông tin về giá của một số mặt hàng nông sản tại Lâm Đồng được phóng viên của chương trình ghi nhận. Hiện nay sản phẩm đều tăng nhẹ, trong đó hoa hồng tăng đều các loại, dao động từ 3.200 đồng đến 4.500 đồng một chục tùy loại. Đặc biệt trong tháng 11 năm 2018, do thuế nhập khẩu tăng và biến động về tỷ giá Việt Nam đồng đô la Mỹ nên giá trung bình một số loại vật tư phân bón tăng. Cụ thể như lân lâm thao, phân đạm SA, NPK 16-16-8, kali nhập tăng từ 5.000 đồng một bao đến 16.000 đồng một bao. Riêng một số sản phẩm như cải thảo, đậu leo, xà lách cuộn, hành lá, xà lách carol, ớt chuông Đà Lạt màu vàng đều giảm so với tháng 10 năm 2018. Là vùng sản xuất rau hoa trọng điểm cho nên phần nào cũng thuận lợi trong khâu tiêu thụ vì thị trường rộng. Sắp đến Tết thì nông dân Lâm Đồng ra sức chăm sóc, khắc phục những diện tích cà chua bị bệnh để có được những trái cà chua đẹp và đủ sản lượng để cung ứng cho thị trường. Và Lâm Đồng hiện nay thì có trên 1.420 hecta cà chua. Do đây là vụ cuối năm nên bà con khu vực chuyên canh đang tăng cường đầu tư để phục vụ thị trường mùa Tết. Nhờ đó mà dịch bệnh xoăn lá virus trên cây cà chua có chiều hướng giảm. Cụ thể là trong tháng qua, tại hai huyện Đơn Dương và Đức Trọng có 178 hectare cà bị xoăn lá, giảm 41 hectare so với tháng trước, tỷ lệ hư hại 20,2-33,3%. Để có giải pháp ngăn ngừa bệnh xoăn lá khoa học và hiệu quả, ngành chức năng địa phương tiếp tục thực hiện một số mô hình phòng trừ tổng hợp bệnh virus hại cà chua tại Đơn Dương. Dựa trên kết quả thực tế sẽ tạo điều kiện cho bà con canh tác cây họ cà, tham quan, kết hợp hướng dẫn các giải pháp quản lý dịch bệnh, đầu tư chăm sóc cà chua hiệu quả. Cẩm chướng, ly ly, cúc, lai ơn, đồng tiền, hoa hồng. Đây là những cái loại hoa được nông dân Lâm Đồng chăm sóc với kỹ thuật công nghệ cao nên hoa ngày càng đẹp hơn, chất lượng hơn. Theo thông tin từ ngành nông nghiệp Lâm Đồng, năm nay thì tỉnh tăng diện tích hoa Tết 195 hectare so với năm rồi. Nhưng chủng loại hoa cũng như mọi năm, trong đó diện tích hoa cúc vẫn cao nhất là khoảng 1.300 hectare. Tiếp đến đó là hoa lai ơn khoảng 550 hectare và hoa hồng là khoảng 500 hectare. Nông dân Lâm Đồng đầu tư trồng 3.450 hectare hoa các loại. Bà con đã xuống giống từ nhiều tuần qua. Những chủng loại hoa được nông dân tập trung canh tác gồm cúc, lai ơn, cẩm chướng, ly ly, đồng tiền, hoa hồng, vân vân. Hiện nay, nông dân và các doanh nghiệp đã đầu tư sản xuất nông nghiệp công nghệ cao ngày càng bài bản. Nên theo nhận định của ngành chức năng, sản lượng hoa phục vụ cho thị trường mùa Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019 có thể tăng so với năm trước, với sản lượng hoa ước đạt gần 1 tỷ 400 triệu cành, tăng 6% so với sản lượng hoa vào năm trước. Thưa quý khán giả và bà con, quýt hồng lên chậu như thế này thì từ nhiều năm nay trở thành sản phẩm chưng Tết đắt hàng được nhiều người săn đón. Vào thời điểm này, những thành viên trong tổ hợp tác quýt hồng trồng chậu ở xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp đang tất bật chăm chút lại từng chậu quýt kiểng để mà bán ra thị trường. Một chậu quýt hồng như thế này thì có giá bao nhiêu tiền vậy chị Quỳnh Loan? Tùy vào từng loại, chậu lớn hay chậu nhỏ mà có giá từ vài triệu cho đến cả chục triệu đồng. Và để làm ra được những chậu quýt như thế này thì nhà vườn phải bỏ công chăm sóc rất công phu, phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết và dịch bệnh. Năm nay cũng vì thời tiết mưa bão, nước nổi cộng với dịch bệnh nên số lượng quýt hồng ra chậu vì thế cũng giảm đi ít nhiều. Do đó mặt hàng này được dự báo sẽ tiếp tục khan hiếm trong dịp Tết năm nay. Cộng tác viên của chúng tôi đã ghi nhận thông tin và gửi về. Dù còn hơn một tháng nữa mới bước vào cao điểm thị trường quýt Tết,
Thế nhưng hiện tại, vườn quýt hơn 400 mét vuông chỉ gần 200 chậu quýt hồng đang cho trái. Của ông Hà Thanh Hồng ở xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung đã có người đặt mua hơn chục chậu từ Campuchia. Theo ông Hồng, năm nay do ảnh hưởng của thời tiết và dịch bệnh nên số lượng quýt tại vườn giảm hơn 30 chậu so với năm trước. Do đó, giá quýt hồng chậu năm nay có thể sẽ tăng nhẹ. Còn để phục vụ thị trường Tết Nguyên Đán năm nay, ông Lưu Văn Tràng, người đầu tiên khởi xướng mô hình trồng quýt chậu tại Lai Vung, cũng chuẩn bị khoảng 70-80 chậu quýt hồng. Tùy theo chậu quýt có trái to hay nhỏ, tán đẹp hay không mà có giá dao động từ 2-6 triệu đồng. Đặc biệt, những chậu tán rộng trái sai có giá từ 8-10 triệu đồng. Tình hình này năm nay so với mọi năm, so với năm rồi á, thì cái sản lượng nó nết hơn năm rồi. Tôi thấy tình hình quýt, cái quýt chậu này như mỗi năm thôi, năm nào nó cũng không đủ hàng. Cái quýt chậu đòi hỏi không phải là mình sản xuất nhiều mà bán không hết, mà chủ yếu cây đẹp. Theo khách hàng bây giờ, cái thị hiếu người ta đó, chủ yếu là ta cần cây đẹp. Để thích ứng trước tình hình thời tiết thất thường và dịch bệnh trong thời gian qua, hầu hết nhà vườn trồng quýt chậu đều xây dựng nhà lưới, do đó mà chất lượng quýt kiển Tết cũng đảm bảo hơn so với quýt trồng vườn. Cá tra dầu có thể gọi là quái thú sông Mekong vì chiều dài và cân nặng rất khủng. Lâu lâu thì người dân miền Tây lại có cơ duyên bắt được những loại thủy quái khủng như vậy ở trên sông. Nhưng và sở dĩ chúng tôi nói cơ duyên là vì năm thì 10 họa, người dân mới bắt được những cái loại cá khủng như vậy. Mới đây ngày 29 tháng 11, thương lái Việt Kiều Campuchia mua được con cá tra dầu khổng lồ tại Campuchia và chở về thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp để tiêu thụ. Mời bà con và quý khán giả mãn nhãn với con cá tra này. Anh Nguyễn Văn Tính là người đã mua lại con cá này từ ngư dân Campuchia thả lưới bắt được tại biển hồ Campuchia vào rạng sáng ngày 28 tháng 11. Con cá tra dầu này có kích thước rất to, chiều dài hơn 2,5 m, trọng lượng là 240 kg. Anh Tính đã thu mua lại và chở về thị xã Hồng Ngự để bán cho thương lái, đem đi thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ, với mỗi ký là 300.000 đồng. Tổng giá trị của con cá này lên đến trên 70 triệu đồng. Được biết, cá tra dầu là một loài cá sống ở vùng hạ lưu sông Mekong, với chiều dài có thể tới 3 mét và nặng đến 300 kg. Đây là loài cá nước ngọt lớn nhất thế giới. Cá có đầu to và dẹp, miệng rộng, với hai râu dài ở hàm trên, trên lưng có màu nâu thẳm. Thịt có màu đỏ tươi, da dày, rất dai. Trước đó, người dân ở đầu nguồn Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp cũng đã bắt được con cá hô khủng với trọng lượng 60 kg. Miền Tây có nhiều cá tôm. Hàng năm khi mà mùa nước nổi đổ về là dịp để mà người dân khai thác thủy sản và bằng rất nhiều cách khác nhau như là lưới, câu, chài, gió, vân vân. Và đặt chà trên sông kênh rạch để mà dẫn dụ cá đồng lưu trú cũng là một cách như thế. Không biết là chị Quỳnh Loan có biết cái cách chất chà này hay không? Tôi cũng đã từng biết đến cách bắt cá trên sông bằng cách là chất chà rồi. Và ở miền Tây người ta sẽ chất chà dùng để làm mồi, dẫn dụ cá. Rồi đến khi nước rút thì bà con lại tiến hành dở chà, thu hoạch cá trong tự nhiên. Với cách khai thác này, bà con có thu nhập khá. Mời bà con cùng xem không khí thu hoạch cá từ chất chà để biết thêm được một cách đánh bắt cá ở miền Tây. Tại huyện đầu nguồn Hồng Ngự của tỉnh Đồng Tháp, hình thức khai thác này rất phổ biến. Mỗi đống chà dở lên cho thu nhập vài trăm ký cá đồng các loại. Một đống chà từ vài thước đến vài chục thước vuông được người dân làm bằng khung tre và chất chà, lục bình để cá đến lưu trú. Đống chà được giăng sẵn mùng lưới bao quanh dưới đáy, khi kéo lên cá không thoát được. Trước những ngày dở chà, người dân có thể rải thức ăn để có cá nhiều hơn. Vài năm gần đây, chất chà không còn nhiều cá tôm. Song người làm chà cũng kiếm được vài chục ký cá mỗi lần dở, bán với giá vài trăm đến trên 1 triệu đồng, tùy theo kích cỡ chà và khu vực chất chà. Nghề chất chà, dở chà cũng tạo công ăn việc làm cho nhiều người, mang lại nguồn thu nhập đáng kể từ việc bán cá tôm thu hoạch được. Do vậy, nhiều người dân miền Tây vẫn còn gắn bó với nghề này để kiếm thêm thu nhập khi lũ rút. Những năm gần đây, cây ăn trái ở Lâm Đồng phát triển mạnh do nông dân thực hiện chuyển đổi cây trồng. Sầu riêng là cây trồng có giá trị cao đến thời điểm này. Bên cạnh áp dụng kỹ thuật chăm sóc sầu riêng ra hoa đậu trái, thì nhà vườn còn tính đến giải pháp đó là tưới tiết kiệm chi phí. Dân và mô hình tưới tự động 3-1, tưới nước, bón phân, xịt thuốc tự động trên cây sầu riêng được Trung tâm Nông nghiệp huyện Đà Oai triển khai từ tháng 11 năm 2016. Các hộ dân trồng sầu riêng lắp đặt hệ thống tưới tự động để tiết kiệm công tưới và thời gian tưới. Số tiền đầu tư là trên 100 triệu đồng, được nhà nước hỗ trợ vốn 50%.
Không cần một chiếc điện thoại thông minh, hệ thống tự động vẫn được điều khiển dù chỉ bằng một cuộc gọi từ chiếc điện thoại thông thường. Và khi hệ thống nhận được cuộc gọi này, ngay lập tức nước sẽ được tự động bơm vào đầy bồn chứa. Sau đó sẽ theo hệ thống ống dẫn đến từng cây trong vườn và tưới bón phân phun thuốc đều từ trên gọn cây, giúp thuốc thấm nhanh hơn, tránh lãng phí thuốc bảo vệ thực vật, tổn hại sức khỏe và ô nhiễm môi trường. Việc tưới, bón phân, phun thuốc tự động được cho là hiệu quả nhất so với việc đeo bình phun và phun áp suất từ dưới gốc lên như cách truyền thống, vì có thể tránh được thuốc tiếp xúc vào cơ thể, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của nông dân. Hiệu quả lớn nhất là hệ thống phun tưới tự động này đã giúp cho gia đình của anh bảo vệ được vườn sầu riêng trước nhiều dịch bệnh hại như hiện nay. Thưa quý khán giả, cây cam canh được lấy giống từ Bắc cũng được nhà vườn mang về đất cà phê Di Linh, tỉnh Lâm Đồng để trồng thuần hoặc là trồng xen với các cây như là cà phê, chè hay là các cây trồng khác già cỗi, năng suất, chất lượng thấp. Vài năm gần đây thì cam đã đơm hoa kết trái, tạo thêm nguồn lợi nhuận đáng kể và niềm vui cho bà con nông dân, nhất là trong những cái tháng cuối năm như thế này, hứa hẹn là một vụ mùa bội thu và một mùa Tết ấm no. Ghi nhận của nhóm phóng viên chương trình, mời bà con và quý khán giả theo dõi. Gắn bó với cây cà phê từ những năm đầu vào lập nghiệp ở vùng kinh tế mới, thôn Tân Lạc 3, xã Đinh Lạc, huyện Di Linh. Nhưng dù thất dù được nên kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn. Vậy là năm 2016, theo lời giới thiệu của bà con quê nhà, ông đem 1.000 gốc cam Hưng Yên vào, chặt bỏ 400 gốc cà phê để trồng cam và đầu tư hệ thống tưới nhỏ giọt chỉ kinh phí chuyển đổi hơn 100 triệu đồng. Đến nay, một số cây đã cho trái bói, dự kiến mang lại năng suất 5 tấn cam cho vụ đầu tiên. Cái gì đi đầu ấy, thì nó cũng rất là cái khó khăn về cái kỹ thuật và cái chăm sóc hiểu biết về cái cây này nó rất là khó. Nhà ta gọi là cái cây này là cây khó tính mà. Thì mình cũng, cái gì thì nó cũng phải có cái quyết tâm. Đấy, mà cái mày mò tìm hiểu đến khi mình được ăn cái trái cam đường tại ở cái đất Lâm Đồng này, thì mình thấy chất lượng nó rất là cao. Đấy, vị ngọt, rồi nó cũng không thua kém gì ở ngoài Bắc cả. Thì mình mới quyết định chuyển đổi. Vườn cam của ông Hiến trồng khá quy mô, hàng cách hàng, cây cách cây 2 mét, được tưới nước, bỏ phân bằng hệ thống tưới tự động. Ngoài nước tưới và phân bón, theo kinh nghiệm, ông còn dùng mật mía, sữa bò, đậu tương lên men để tưới cho cam, tăng độ ngọt cho trái. Bằng cách xử lý rễ, ông Hiến đã chia vườn cam làm đôi, một nửa cho thu hoạch vào vụ Tết âm lịch, một nửa cho thu hoạch vào tháng 6. Hiện khu vực xã Đinh Lạc, huyện Di Linh, nhiều người trồng cam đã trồng theo ông Hiến và cũng lấy giống từ vườn của ông và được hỗ trợ kinh nghiệm kỹ thuật từ khi trồng cho tới khi có trái. Cái cà phê già cỗi là tiếp tục là chú chuyển sang ba sào, trồng ba sào cái cam đường canh. Nhà cung cấp người ta sẽ thu mua mức thấp nhất là 30.000 đồng trên một ký. Thì người ta tiêu thụ cho mình. Địa phương cũng là thấy được cái phát triển kinh tế, có giá trị kinh tế về cây cam đường này rất là cao, cho nên đã tuyên truyền vận động bà con nhân dân cứ mạnh dạn và quyết tâm chuyển đổi để làm sao tăng thêm thu nhập, trồng sen, cây cà phê. Thì trong thời gian vừa qua thì có rất nhiều hộ đã mạnh dạn chuyển qua trồng cây cam đường, thì đã mang đến cho bà con là cơ bản bước đầu là thấy được cái hiệu quả. Với 1.000 gốc cam cho năng suất lúc cây còn non là 15kg một cây, đã có tấn rưỡi cam. Giá bán xô rẻ nhất là 30.000 đồng. Một năm, ông đã thu được 450 triệu đồng. Chưa kể cây cam sẽ càng ngày càng tăng năng suất, giá bán vụ Tết lại cao hơn. Theo bà con, trồng cam cho được lợi nhuận gấp 10 lần trồng cà phê, lại lợi công chăm sóc. Có thể nói, chuyển đổi cây cam canh thay cho cây cà phê đã mở thêm một hướng thành công mới cho nông dân vùng đất cao nguyên Chi Linh. Nhiều loại cây ăn trái của các vùng miền đã bén duyên với đất đồi cao có khí hậu mát mẻ như là Lâm Đồng sẽ làm đa dạng thêm nhu cầu của người tiêu dùng. Đến với Đà Lạt, Lâm Đồng để du lịch thì du khách sẽ thỏa thích được thưởng thức không chỉ là đặc sản của Lâm Đồng. Dừng. Và đến đây thì bản tin 365 ngày chuyển động xin được tạm dừng. Hẹn gặp lại bà con và quý khán giả trong bản tin ngày mai cũng vào giờ này.